Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Judas Iscariot, con Simon, ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này đưa thưa người rằng: Lạy thầy, thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp: Việc thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: Không đời nào cho thầy rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: Nếu thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với thầy. Phêrô liền thưa: Vậy xin thầy hãy rửa chân, rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói: Kẻ mới tắm rồi chỉ còn rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ nộp người nên mới nói: Không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói: Các con có hiểu biết việc thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật thầy như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là thầy mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau, vì thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như thầy đã làm cho các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, hôm nay thứ năm tuần thánh, chúng ta cử hành thánh lễ tiệc ly tưởng niệm lại bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài tại nhà tiệc ly. Nói là bữa ăn cuối cùng là bởi vì Chúa không còn ăn bữa nào với các môn đệ nữa. Và bữa tiệc ly hôm nay như là sự trối trăng, sự từ biệt, biệt ly với các môn đệ của Ngài. Và bữa tiệc hôm nay cũng là dịp Chúa Giêsu cùng với các môn đệ ngồi lại và kỷ niệm ngày lễ vượt qua của người Do Thái. Bởi vì người Do Thái cứ vào ngày này tháng này thì họ kỷ niệm một cách rất là long trọng bữa tiệc vượt qua, kỷ niệm việc Thiên Chúa giải phóng dân tộc của họ
khỏi ách nô lệ của Ai Cập trở về đất hứa. Một cái niềm vui khôn tả của người Do Thái là thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập và được trở về đất mà Thiên Chúa hứa. Và hàng năm con cái Israel mừng lễ vượt qua một cách rất long trọng. Và dân nhân dịp mừng lễ vượt qua long trọng này thì Chúa Giêsu cùng với các môn đệ cũng cùng với người Do Thái kỷ niệm ăn lễ vượt qua. Nhưng mà cái lễ vượt qua này là một bữa tiệc, gọi là bữa tiệc ly giữa thầy và trò, giữa cha và con và giữa bạn hữu với nhau. Do đó trong bữa tiệc này, những cử chỉ, những việc làm của Chúa Giêsu đối với các tông đồ được thể hiện. Thể hiện thứ nhất đó là tình yêu của Chúa đối với các tông đồ. Hay nói cách khác là tình yêu của một người thầy đối với các đồ đệ. Do đó nó mang một cái tâm tình vừa vui vừa buồn vừa cảm động. Trước là vui bởi vì là bữa tiệc vượt qua, mừng ngày dân tộc Do Thái được giải thoát khỏi ách nô lệ. Buồn vì là bữa tiệc cuối cùng với Chúa Giêsu. Và đồng thời cũng là bữa tiệc ly cách biệt giữa thầy và trò. Từ nay trở đi không còn một bữa tiệc nào như vậy nữa. Hôm nay giáo hội mừng lễ tưởng niệm bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và đồng thời bữa tiệc ly của Chúa Giêsu với các tông đồ. Điểm thứ nhất xảy ra trong bữa tiệc này đó là Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ. Đây là một cử chỉ mà có lẽ chúng ta cũng như các tông đồ rất khó hiểu. Tại sao Chúa Giêsu lại rửa chân cho các tông đồ? Tại sao một ông chủ mà rửa chân cho các đầy tớ? Tại sao một ông thầy mà rửa chân cho trò? Một cái cử chỉ, một cái việc làm quá khó hiểu đối với các tông đồ lúc đó. Và ngày hôm nay nếu chúng ta không đọc tin mừng thì chúng ta cũng không hiểu tại sao Chúa đã làm cách này. Chúa làm cái cử chỉ này trước hết là để yêu thương các môn đệ. Và đồng thời qua việc cử chỉ này, Chúa muốn dạy cho các tông đồ một bài học. Ngoài việc yêu thương là phục vụ anh em. Thầy rửa chân cho anh em thì anh em cũng học và rửa chân cho nhau. Đó là phục vụ nhau. Ta đến không phải là để được phục vụ mà là để phục vụ. Có lần các tông đồ tranh giành nhau, trao đổi với nhau, bàn luận với nhau ai sẽ làm lớn khi nước thầy mình tới. Thì hôm nay có lẽ là dịp để Chúa Giêsu nhắc cho các tông đồ: ai muốn làm lớn thì hãy làm đầy tớ mọi người. Sau đó bài học phục vụ mà Chúa Giêsu dạy các tông đồ qua việc rửa chân cho các ông.
Và đồng thời Chúa đòi hỏi các ông phải thực hiện việc rửa chân cho nhau, nghĩa là phục vụ nhau một cách vô vị lợi và đồng thời không điều kiện. Đó là bài học mà có lẽ hôm nay Chúa cũng đòi hỏi và dạy mỗi người chúng ta thực hiện việc rửa chân cho nhau, nghĩa là phục vụ nhau vô điều kiện và vô vị lợi cho gia đình, cho xã hội và cho những người chung quanh. Bài học thứ hai mà Chúa muốn dạy các tông đồ đó là khiêm tốn. Phục vụ nhau nhưng mà phải biết khiêm tốn, hạ mình. Chứ không phải phục vụ là tự kêu tao rửa cho mày, tao phục vụ mày, mày phải rửa lại cho tao, mày phải phục vụ cho tao. Không, khiêm tốn. Một cái hành động thể hiện mình khiêm tốn để phục vụ anh em, chứ không phải tao phục vụ mày để mày phải phục vụ tao. Không, khiêm tốn. Đó là cái thái độ của môn đệ và của những người tin theo Đức Kitô, yêu thương, phục vụ và khiêm tốn. Đó là việc rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu muốn dạy các ông ba cái bài học đó. Rồi trong bữa tiệc hôm nay, cái sự kiện thứ hai đó là Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Cuối bữa tiệc, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ: các con hãy lãnh nhận, đây là mình thầy, đây là mình thầy. Rồi Chúa cầm lấy chén rượu: các con hãy lãnh nhận, đây là máu thầy. Thưa các ông bà anh chị em, các môn đệ lúc đó rất ngỡ ngàng, rất bối rối, không thể hiểu được cái cử chỉ mà Chúa Giêsu làm cho các tông đồ. Cái ngỡ ngàng việc rửa chân đã vậy, và bây giờ ngỡ ngàng thứ hai đó là lấy bánh, lấy rượu, rồi nói là mình thầy, là mẫu thầy, các con nhận lấy mà ăn, nhận lấy mà uống. Không thể hiểu nổi một cái cử chỉ mang lại tình yêu thương. Không có tình yêu nào cao quý bằng cho bằng chết vì kẻ mình yêu. Chúa Giêsu đã chết cho con người chúng ta vì yêu thương, và không những chết trên thập giá, và Ngài còn lấy thịt và máu Ngài trở thành của ăn của uống cho chúng ta được sống và được sống viên mãn dồi dào. Thưa quý ông bà anh chị em, không thể hiểu nổi một cái tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Và đồng thời Chúa Giêsu lại nhắc thêm các tông đồ: hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương chúng con. Thầy yêu thương chúng con bằng hy sinh chết trên thập giá. Thầy hy sinh chúng con bằng hiến thân mình, máu thịt của mình cho các tông đồ. Các con nhận lấy mà ăn, nhận lấy mà uống. Thường thường ông bà anh chị em để lại di chúc cho con cái cây gì? Như là của cải, bao nhiêu cây vàng, xe cộ, máy móc, cái nhà cửa, đất đai, viết vào trong cái di chúc. Còn Chúa Giêsu thì di chúc cái gì? Tài sản không có, nhà cửa thì không. Suốt bao nhiêu năm trời đi rao giảng tin mừng, bàn tay trắng.
không nhà không cửa. Vậy thì cái di chúc của Chúa Giêsu đó là cái gì, thưa quý ông bà anh chị em? Di chúc của Chúa Giêsu để lại cho mỗi người chúng ta đó là thịt và máu của Ngài. Đó là cái tình yêu. Và Chúa đã dùng cái hình ảnh này, cái sự kiện này, đây là giới răn mới, là các con yêu thương nhau. Di chúc qua bí tích thánh thể đó là yêu thương nhau, yêu thương cho đến chết và chết trên thập giá, hy sinh bằng hiến tân thịt và máu cho con người nhân loại. Và cái bài học thứ ba trong ngày lễ tiệc lấy hôm nay, sau khi trao thịt máu mình cho các môn đệ thì Chúa nhắc cho các ông: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đó là bí tích truyền chức thánh. Hằng ngày trên các bàn thờ, linh mục cũng cử hành những sự kiện này và cũng làm như Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Và tiếp tục cái cử chỉ này cho đến tận thế. Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế, ở lại bằng thịt và máu cho chúng ta được ăn, cho chúng ta được sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, gợi lại một số bài học đó để hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trước hết là chúng ta cảm ơn hồng ân và tình thương của Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta, trước hết là chúng ta được làm con Chúa qua bí tích rửa tội, và chúng ta được lớn lên trong bí tích thánh thể. Và đồng thời qua bí tích thánh thể mời gọi mỗi người chúng ta cũng hy sinh phục vụ anh em, mang tình yêu thương của Thiên Chúa đến với anh em của mình. Cứ dấu nào người ta nhận chúng con là môn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau. Nếu tất cả mọi người công giáo ở trên thế giới này mà yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương, như Chúa Giêsu đã chối chăng, thì cái thế giới này không còn đau khổ, không còn chết sống, không còn hận thù, mà cái thế giới này hạnh phúc và bình an. Nhưng tiếc thay, chính môn đệ của Thiên Chúa, của Đức Kitô là mỗi người chúng ta không có thực hiện cái tình yêu mà Chúa căn dặn, mà Chúa trỗi cho chúng ta, để rồi còn hận thù, còn chiếm giết, còn chiến tranh, còn thế này, còn thế kia, là bởi vì con người không thực hiện lời trỗi chăng của Chúa Kitô. Đấy là một cái mà hôm nay muốn nhấn mạnh với ông bà anh chị em, mỗi người công giáo chúng ta. Rất nhiều người không thực hiện cái lời trỗi chăng cuối cùng của Chúa Giêsu. Do đó ngay ở trong gia đình còn chuyện này còn chuyện kia, rồi ở ngoài gia đình rất nhiều chuyện. Đấy là vấn đề mà hôm nay tôi mời gọi ông bà anh chị em, mỗi người môn đệ phải cố gắng thực hiện lời trỗi chăng của Đức Kitô trong bữa tiệc ly với các tông đồ và cũng mỗi người chúng ta. Thầy để lại cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau.